Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh vừa phối hợp với Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kinh doanh trên nền tảng công nghệ số. Việc chuyển đổi xu hướng từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày một phổ biến trở thành giải pháp được các doanh nghiệp và nhà quản lý quan tâm. Việc khai thác công nghệ để phục vụ kinh doanh thế nào để cạnh tranh tốt và mang lại hiệu quả cao, cùng với việc kiểm soát tốt rủi ro là một chủ đề cấp thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo đã nhận được 108 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia và các nhà quản lý kinh tế. Các bài viết tập trung phân tích đánh giá các công nghệ hiện nay đang có trên thị trường và sẽ có trên thị trường trong nước quốc tế. Giải pháp để các tổ chức cá nhân khai thác công nghệ, phục vụ quá trình kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao với nguồn lực có hạn của các tổ chức cá nhân. Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến tham luận với nhiều góc nhìn khác nhau để tìm ra những giải pháp tối ưu nhất thúc đẩy và phát triển nền tảng kinh doanh số như phát triển kinh tế và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, kinh doanh các lĩnh vực trong thời đại số hóa, vai trò của quản lý nhà nước, nguồn nhân lực cho kinh doanh khi chuyển đổi số, xu hướng phát triển giáo dục đại học khi kinh doanh trên nền tảng công nghệ số. Qua hội thảo kinh doanh trên nền tảng công nghệ số nhằm đề ra các giải pháp kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.